Gặp Được Em Rực Rỡ là bộ phim ngôn tình hiện đại lãng mạn với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào và hài hước của Độc Cô Nhược Nam và Lý Mặc. Nhược Nam là một cô quản lý xinh đẹp và tài giỏi. Sau khi bị nghệ sĩ và quản lý lâu năm phản bội, cô đã quyết định nằm lại từ đầu, trở thành quản lý của anh chàng tổng tài siêu bá đạo Lý Mặc. Họ vừa gặp nhau đã trở thành đôi oan gia ngõ hẹp với muôn vàn những tình huống dở khóc dở cười. Tiếp xúc lâu dần, cả hai lại dần có tình cảm với đối phương, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa cô quản lý xinh đẹp và anh chàng tổng tài bá đạo tài năng. Dù đã bước sang tuổi 41, thế nhưng nữ diễn viên vẫn cùng nhau sánh vai với đàn em Kim Hạn mới 26 tuổi. Những hình ảnh ngọt ngào và những phản ứng học dễ thương của cặp đôi được khán giả đánh giá rất cao. Ngoài sự tương tác trên phim, mối quan hệ của cả hai ở ngoài đời cũng rất tốt. Vẻ ngoài sáng đẹp của cặp đôi chính là tiêu điểm được mọi người quan tâm chú ý. Hy vọng rằng câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp chị em này sẽ tạo lên những khoảnh khắc bùng nổ trên màn ảnh nhỏ. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.